Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào bài số 3 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo. Đó là bài cộng nhẩm, trừ nhẩm. Đầu tiên chúng ta có phép toán là 50 cộng với 20. Vậy 50 cộng với 20 thì các em sẽ nhẩm nó là chính là 50 cộng với 20. Mà 50 cộng với 20 thì bằng 70. Đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ được kết quả của phép tính là 50 cộng với 20 thì bằng 70. Đấy, kem thay 50 là bằng 50, thay 20 bằng 20 và chúng ta có 70 là bằng 70. Như vậy 50 cộng 20 bằng 70. Nó đồng nghĩa với cái phép toán là 50 cộng 20 bằng 70 đây. Đấy, như vậy kết quả của phép toán 50 cộng 20 bằng 70. Tiếp theo sang phép toán là 600 trừ đi 400 thì chúng ta sẽ nhẩm như sau. Chúng ta có 600 kem trừ đi 400 thì bằng 200. Như vậy chúng ta chuyển về phần số là chúng ta có 600 này trừ 400 bằng 200. Kết quả của phép tính này bằng 200. Tiếp theo chúng ta có một số các cái ví dụ tiếp theo như sau. Ở phần cộng nhẩm này thì chúng ta có 54 kem cộng với 3. 54 cộng với 3 thì ở đây người ta tách cái số 54 ra bằng 50 cộng với 4. Như vậy 4 đem cộng với 3 thì bằng 7. Đúng không nào? Vậy chúng ta lấy 50 chúng ta cộng với 4 cộng 3 bằng 7. Như vậy chúng ta lấy 50 chúng ta cộng với 7 thì bằng 57. Vậy kết quả này sẽ bằng 57. Tương tự 54 cộng với 30 thì 54 thì tách ra bằng 50 cộng với 4. Chúng ta lấy 50 tức là 50 kem cộng với 30 để bằng 80. Vậy 80 rồi cộng thêm 4 nữa thì sẽ bằng 84. Đấy, 54 này thì tách ra bằng 50 cộng với 4 đây. Lấy 50 cộng với 30 bằng 80, 80 cộng với 4 nữa thì bằng 84. Như vậy là chúng ta có là 54 cộng với 30 thì bằng 84. Sang cái phép trừ nhẩm ở đây, 57 trừ đi 3. 57 thì tách ra bằng 50 cộng với 7. Chúng ta sẽ lấy 7 trừ đi 3 bằng 4. 7 trừ 3 bằng 4. Lấy 50 kem cộng với 4 thì bằng 54. Như vậy kết quả của phép tính này bằng 54. 84 người ta tách ra bằng 80 và 4. Lấy 80 kem trừ đi 30, tức là 80 trừ đi 30 bằng 50. Đấy, 50 này, hai cái này trừ nhau bằng 50. Cộng thêm 4 nữa thì bằng 54. Như vậy kết quả của phép tính này bằng 54. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang phần tiếp theo như sau. Cái bài tính nhẩm. Ở đây chúng ta có phép toán là 21 cộng với 8 thì các em sẽ tách ra 21 thì sẽ bằng là 20 cộng với 1. Đấy. Như vậy, bây giờ các em sẽ lấy 1 kem cộng với 8 để bằng 9. 1 cộng với 8 bằng 9 rồi. Các em lấy 20 kem cộng với cái kết quả 1 cộng 8 này. Tức là chúng ta lấy 20 cộng với 9 bằng 29. Như vậy, kết quả của phép tính 21 cộng với 8 thì sẽ bằng 29. Tương tự, 6 cộng với 72. Các em cũng tách ra. 72 thì sẽ bằng là 70 cộng với 2. Như vậy kem lấy hai số có một chữ số kem cộng với nhau, tức là kem lấy 6 kem cộng với 2 thì bằng 8. Hai cái số này cộng với nhau bằng 8 rồi, kem lấy 70 kem cộng với kết quả của hai số này này. Đấy, thực ra là 6 cộng với 72 thì nó sẽ bằng là 6 cộng với 2 rồi cộng thêm 70. Có đúng không nào? Chúng ta đã lấy 6 cộng 2 bằng 8 rồi. Vậy lấy 70 cộng thêm 8 nữa thì bằng 78. Vậy kết quả của cái phép tính 6 cộng với 72 thì sẽ bằng 78. Hoặc là các em có thể ở đây nếu như mà bạn nào không tách ra như thế này, các em nhẩm là chúng ta có 1 cộng 8 bằng 9 này. Đấy, sang hàng chục thì 2 hạ 2 tiết 2 bằng 29 cũng được. Tuy nhiên thì ở dạng bài tập này thì người ta yêu cầu các bạn là chúng ta tách ý, kiểu tách như này. Sang ý B, ta có 40 cộng với 20 thì cái con 40 này các em sẽ tách ra nó chính là bằng 40 cộng với 2, tức là bằng 40 cộng với 2.
Vậy các em mới lấy cái con 40, các em cộng 20 này. Đấy, lấy 40 cộng 20 tức là lấy 40 cộng 20 để bằng 60. Đấy, sau khi cộng hai cái này rồi thì lấy kết quả đấy cộng thêm 2 nữa. Như vậy chúng ta có 40 cộng 20 bằng 60. Rồi các bạn lấy 60 các em cộng thêm 2 nữa thì bằng 62. Vậy kết quả của phép tính này sẽ bằng 62. Sang phép toán tiếp theo là 80 cộng với 15. Thì số 15 này các em tách ra thành hai số là bằng 10 cộng với 5. Các em cũng cộng số có hai chữ số với nhau, hai số trong trục này các em cộng với nhau. Ta có 80 các em cộng với 10 để bằng 90. Đấy, 80 các em cộng với 10 bằng 90. Sau đó lấy kết quả này các em cộng thêm 5 nữa, tức là lấy 90. 90 các em cộng với 5 nữa thì bằng 95. Như vậy kết quả của phép tính là 80 các em cộng với lại là 15 thì bằng 95. Và đây thì các bạn điền kết quả là bằng 95 vào. 80 này cộng thêm 10 đã bằng 90 rồi. Đúng không? Vậy 80 cộng với 15 thì chúng ta cộng lấy kết quả này này. Các em cộng thêm 5 nữa. Như vậy lấy 80 cộng với 15. 80 cộng với 10 thì bằng 90. Vậy 80 cộng với 15 thì sẽ bằng 95. Đấy, để chúng ta điền kết quả vào đây. Những bạn nào mà chưa xong thì các bạn hãy dừng lại một chút để các em làm cho xong nhé. Cô chuyển sang phần tiếp theo như sau. Các em cộng với 50 thì ở đây các bạn tách ra. 630 thì các em sẽ tách ra bằng 600 cộng với 30. Như vậy các em sẽ cộng hai cái số tròn trục này với nhau, tức là chúng ta thay vì các em cộng là 630 cộng với 50 thì các em sẽ lấy 600 các em cộng với 30 rồi cộng với 50. Vậy các em lấy 30 cộng với 50 thì bằng 80. Đấy, sau đó lấy kết quả này các em cộng thêm với 600. Lấy 600 các em cộng với kết quả của hai số này. Như vậy 600 cộng với 80 thì bằng 680. Vậy chúng ta được kết quả của phép tính này bằng 680. Tiếp tục 10 cộng với 470. Các em cũng sẽ tách cái số 470 này thì sẽ bằng là 400 cộng với 70. Thay vì các em tính là 10 cộng với 470 thì các em lấy 10 các em cộng với 70 trước. Được kết quả bao nhiêu các em cộng với 400. Như vậy chúng ta có 10 cộng với 70 thì bằng 80. Các em lấy 400 các em cộng với 80 thì bằng 480. Như vậy kết quả của phép tính này bằng 480. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 1, các em dừng lại làm cho xong. Chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 như sau. 69 trừ đi 5 em sẽ nhẩm thì chúng ta có 69 trừ đi 5 thì các em có thể lấy hàng đơn vị các em trừ 9 trừ đi 5 bằng 4, 6 thì các em hạ 6 biết 6 bằng 64 cũng được. Đấy, cho nhanh. 18 trừ đi 7 thì bằng 11. Sang ý B, 37 trừ đi 20 thì ta có, các em có thể nhận theo hàng ngang như này. Chúng ta có 7 trừ đi 0 bằng 7 này, 3 trừ đi 2 bằng 1, viết 1 này. Như vậy kết quả ta bằng 17. Tiếp theo 92 các em trừ đi 10. 92 trừ đi 10 thì bằng 82. Tương tự 190 các em trừ đi 60 thì sẽ bằng 130.
840 trừ đi 40 thì bằng 800. Có bài tập số 1 như sau. Yêu cầu các bạn điền số vào phần hỏi chấm. Ở ý A chúng ta có hai cái dấu hỏi chấm ở cái phần hình tam giác và phần hình tròn như thế này. Trong cái phần tam giác thì chúng ta có phép tính 750 trừ đi 200. Thì 750 trừ đi 200 thì kết quả ở đây chúng ta sẽ có là bằng 550. Kem trừ hàng đơn vị trước ta có 0 trừ đi 0 bằng 0, sang hàng chục 5 trừ đi 0 bằng 5, sang hàng trăm 7 trừ đi 2 bằng 5, như vậy chúng ta được kết quả 550. Sau đó các em lấy kết quả 550 này, các em cộng thêm 40 được kết quả bao nhiêu các em điền vào đây. Vậy ta có 550 cộng với 40 thì bằng 590. Tiếp tục ý B. Ta có 60 cộng với 15 được kết quả bao nhiêu chúng ta điền vào đây. Vậy 60 cộng với 15 thì bằng 75. Các bạn lấy 75 kem trừ đi 70. 75 trừ đi 70 thì kết quả này chúng ta sẽ bằng là bằng 5. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái bài số 1 này. Và cũng là hoàn thành xong được cái xem như là toàn bộ bài tập số bài 3 ở trong quyển là sách giáo khoa toán lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo đấy các bạn. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí ở trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cho cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa kênh Mít Hạnh để xem các video khác trên kênh của cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.